Trở lại với bản tin chiều thứ tư hôm nay, sau đây mời quý khán giả theo dõi phần tin thế giới. Tin đầu tiên liên quan đến cuộc chiến Nga xâm lược Ukraine. Nga đẩy mạnh cuộc tấn công ở Donetsk. Lực lượng Nga có thêm thắng lợi trong cuộc tấn công để chiếm giữ vùng lãnh thổ ở tỉnh Donetsk ở miền đông Ukraine, tập trung vào thành phố Bakhmut ở phía bắc thủ phủ khu vực. Thuyết phục được các nước NATO cung cấp xe tăng hiện đại, chính quyền Tổng thống Zelensky nay vận động đến một số nước láng giềng của Ukraine và các đồng minh Tây phương cung cấp chiến đấu cơ. Tại Paris, sau cuộc họp với Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sébastien Lecornu cho biết không có cấm kỵ nào về cung cấp chiến đấu cơ cho Kiev. Hoa Kỳ và Anh Quốc đến nay phản bác ý tưởng hỗ trợ chiến đấu cơ, nhưng nhắc lại sẵn sàng hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Tây phương từ chối cung cấp vũ khí có thể sử dụng để tấn công sâu bên trong Nga vì lo sợ gây ra cuộc xung đột lớn hơn, mặc dù Moscow lên án cam kết vũ khí gần đây của Tây phương là khiêu khích. Tổng tham mưu trưởng lực lượng võ trang Ukraine tối hôm thứ Ba cho biết, binh lính Ukraine ở Bakhmut bị tấn công ác liệt, cũng như Kalishchivka và Kadymuivka, những ngôi làng ở phía nam thành phố. Bakhmut bị oanh tạc không ngừng trong nhiều tháng qua, khi lực lượng Nga chuyển sang chiến thuật phá hủy, họ sử dụng để chiếm giữ hai thành phố Severodonetsk và Lysychansk hồi tháng 6 và tháng 7. Tham mưu trưởng quân đội Ukraine cho hay, lực lượng Nga hôm thứ Ba không đạt được tiến triển mới trong nỗ lực tiến quân ở Avdiivka, trọng tâm thứ nhì trong cuộc tấn công của Nga ở khu vực Donetsk. Lực lượng Nga cũng cố gắng tiến quân gần Liman, thành phố bị lực lượng Ukraine giành lại hồi tháng 10. Nửa triệu người tham gia cuộc đình công lớn nhất ở Anh Quốc trong nhiều năm qua. Khoảng nửa triệu giáo viên, công chức, tài xế xe lửa và giảng viên đại học sẽ đình công hôm nay trong cuộc đình công phối hợp lớn nhất từ trước đến nay mà chính phủ nói sẽ gây gián đoạn lan rộng. Cuộc đình công sẽ buộc các trường học phải đóng cửa, quân đội chuẩn bị sẵn sàng hỗ trợ tại biên giới và không có các tuyến xe lửa hoạt động tại nhiều khu vực. Các lãnh đạo nghiệp đoàn ước tính có 500.000 người sẽ tham gia, con số cao nhất trong ít nhất một thập niên qua, và sẽ có những cuộc tuần hành phản đối một dự luật mới để hạn chế đình công trong một số ngành. Ông Paul Nowak, Tổng thư ký Tổ chức Bảo trợ Nghiệp đoàn Trades Union Congress, viết tắt là TUC, cho hay, sau nhiều năm cắt giảm lương tàn bạo, y tá, giáo viên và hàng triệu công chức khác phải sống trong cảnh khó khăn và đối diện với cắt giảm lương hơn nữa. Thay vì đưa ra những cách mới để tấn công quyền đình công, các bộ trưởng cần tăng lương trên khắp nền kinh tế, bắt đầu với tăng lương cho nhân viên khu vực công. Chính phủ công bố sẽ áp dụng các biện pháp để giảm thiểu ảnh hưởng, nhưng cuộc đình công sẽ mang lại tác động lớn. Phát ngôn viên của Thủ tướng Rishi Sunak cho biết, cuộc đình công sẽ làm gián đoạn cuộc sống của người dân. Đó là lý do tại sao chính phủ tin rằng thương thảo là giải pháp đúng đắn thay vì đình công. Với lạm phát hơn 10%, mức cao nhất trong 4 thập niên qua, nước Anh chứng kiến làn sóng đình công từ nhân viên y tế, vận chuyển đến nhân viên nhà kho Amazon và bưu tá. Nhìn sang tình hình Á Châu, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ đến Philippines để thảo luận sự hiện diện lớn hơn của quân đội Hoa Kỳ. Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin hôm nay đã đến Philippines để dự cuộc họp về việc đưa thêm lực lượng và vũ khí của Hoa Kỳ đến các căn cứ quân sự ở Philippines nhằm đẩy mạnh ngăn chặn những hành động ngày càng hung hăng của Trung Cộng với Đài Loan và ở Biển Đông. Ông Austin trước đó đến Nam Hàn, nơi ông công bố Hoa Kỳ sẽ đưa thêm vũ khí tối tân như chiến đấu cơ và oanh tạc cơ đến bán đảo Triều Tiên để tăng cường tập trận chung với lực lượng Nam Hàn nhằm đối phó với đe dọa hạt nhân ngày càng tăng từ Bắc Hàn. Ở Philippines, ông Austin đến thăm thành phố Zamboanga, gặp gỡ các vị tướng Philippines và lực lượng chống khủng bố của Hoa Kỳ đóng quân tại một căn cứ quân sự ở địa phương. Hơn 100 quân nhân Hoa Kỳ cung cấp cố vấn tình báo và tác chiến nhiều năm qua cho binh lính Philippines đối phó với cuộc nổi dậy của quân Hồi giáo trong nhiều thập niên qua.
Gần đây hơn, lực lượng Hoa Kỳ tăng cường và mở rộng huấn luyện chung, tập trung vào sẵn sàng chiến đấu và đối phó với thảm họa với binh lính Philippines ở duyên hải miền Tây và khu vực Luzon. Lực lượng Hoa Kỳ được phép tiếp cận 5 căn cứ quân sự của Philippines, nơi họ có thể luân chuyển vô thời hạn, theo thỏa thuận phòng thủ năm 2014, mang tên Thỏa thuận Hợp tác Tăng cường Phòng thủ ECA. Hồi tháng 10, Hoa Kỳ đề nghị đưa lực lượng và võ khí đến thêm 5 căn cứ khác, chủ yếu ở miền Bắc. Đề nghị này sẽ được bàn thảo trong các cuộc họp của ông Austin. Đài Loan xuất kích chiến đấu cơ để đối phó với cuộc xâm nhập của Trung Cộng. Thưa quý vị, Đài Loan đã xuất kích chiến đấu cơ, đặt hải quân vào tình trạng báo động và kích hoạt hệ thống hỏa tiễn để đối phó với hoạt động ở gần đó của 34 phi cơ quân sự Trung Cộng và 9 chiến hạm, một phần trong chiến lược của Bắc Kinh để hăm dọa hòn đảo. Hoạt động quy mô lớn của Trung Cộng diễn ra khi Bắc Kinh tăng cường chuẩn bị phong tỏa hoặc tấn công Đài Loan, gây ra lo ngại giữa các lãnh đạo quân đội ở Hoa Kỳ, đồng minh chính của Đài Loan. Trong bản memo vào tháng trước, tướng Mike Minihan của Không quân Hoa Kỳ chỉ đạo các sĩ quan chuẩn bị cho cuộc xung đột Hoa Kỳ-Trung Cộng vì Đài Loan trong năm 2025. Là lãnh đạo Bộ Tư lệnh Lưu động Không quân, ông Minihan hiểu rõ quân đội Trung Cộng và bình luận cá nhân của ông phản ánh lời kêu gọi ở Hoa Kỳ về tăng cường chuẩn bị. Bộ Quốc phòng Đài Loan cho hay 20 phi cơ Trung Cộng hôm thứ Ba vừa qua đường trung tuyến ở eo biển Đài Loan, vùng đệm không chính thức giữa hai bên. Bộ Quốc phòng cho biết lực lượng võ trang Đài Loan theo dõi sát tình hình để đối phó với những hoạt động này. Trung Cộng đưa chiến hạm quanh tạc cơ, chiến đấu cơ và phi cơ hỗ trợ vào không phận gần Đài Loan gần như hàng ngày, hy vọng làm tiêu hao nguồn lực phòng thủ có hạn của Đài Loan và cản trở sự ủng hộ dành cho Tổng thống Thái Anh Văn. Chiến đấu cơ Trung Cộng cũng đối đầu với phi cơ quân sự từ Hoa Kỳ và các nước đồng minh trên không phận quốc tế ở Biển Đông và Biển Hoa Đông. Tiếp tục phần tin Á Châu, thưa quý vị. Người biểu tình kỷ niệm 2 năm cuộc đảo chính quân sự ở Miến Điện. Những người biểu tình kỷ niệm 2 năm cuộc đảo chính quân sự ở Miến Điện với cuộc đình công im lặng ở các thành phố lớn và các cuộc tuần hành ở ngoại quốc hôm nay, khi các lãnh đạo dân sự lưu vong cam kết chấm dứt những gì mà họ gọi là nắm giữ quyền lực trái phép của quân đội. Các vị tướng phát động cuộc đảo chính hồi tháng 2 năm 2021 sau 5 năm chia sẻ quyền lực theo chế độ chính trị dường như là dân sự do quân đội lập ra. Cuộc lật đổ chính quyền dân cử của bà Aung San Suu Kyi đảo ngược một thập niên cải cách, liên hệ quốc tế và tăng trưởng kinh tế, trong khi để lại ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người dân sau cuộc đảo chính. Miến Điện rơi vào hỗn loạn kể từ cuộc đảo chính, với phong trào phản kháng giao tranh với quân đội trên nhiều mặt trận sau cuộc đàn áp phía đối lập, khiến cho Tây Phương tái áp đặt các lệnh trừng phạt. Quân đội hôm nay sẽ đưa ra thông báo, trong đó có thể quyết định có gia hạn tình trạng khẩn cấp hay không, trước cuộc bầu cử hứa hẹn trong năm nay mà những người chỉ trích gọi là giả tạo để duy trì quyền lực. Hội đồng Quốc phòng và An ninh NDSC của quân đội nhóm họp hôm thứ Ba để thảo luận tình hình ở Miến Điện như các hành động của chính quyền thống nhất quốc gia NUG, chính quyền ngầm của phía đối lập và lực lượng phòng vệ nhân dân đang giao tranh với quân đội. Tiếp tục phần tin thế giới, 49 bé trai chết đuối trong vụ lật thuyền ở Pakistan. Cảnh sát hôm thứ Ba cho biết 49 trẻ em tử vong khi chiếc thuyền quá tải của các em bị lật ở Tây Bắc Pakistan sau khi người nhái trải qua 3 ngày đưa thi thể các em lên khỏi dòng nước lạnh giá. Các bé trai từ 7 cho đến 14 tuổi là học sinh của một trường học và đi dã ngoại ở hồ đập Thanda hôm Chủ nhật. Một quan chức thuộc cơ quan cứu nạn 1122 cho hay nước ở đập lạnh giá vì thời tiết lạnh cản trở công việc cứu nạn. Nhưng nhóm người nhái đã lặn xuống sâu để đưa các thi thể còn lại lên bờ. Thi thể của một giáo viên và người lái thuyền cũng được đưa lên khỏi mặt nước, đưa tổng số người thiệt mạng lên 51 người. Một người bán trà tại điểm dã ngoại cho biết hàng chục phụ huynh và người thân tụ tập ở đây trong vài ngày qua. Mỗi khi có một thi thể được đưa lên, họ nhào xuống để xem có phải là con của họ hay không. Nhiều người khóc lóc trong đau khổ và tuyệt vọng. Ông chưa bao giờ chứng kiến cảnh như thế này trong đời.
hồ đập Tanda cách trường Hồi giáo khoảng 5 km ở Kohat, ở tỉnh Khyber Pakhtunkhwa. Phát ngôn viên cảnh sát Fazal Naim công bố tổng số tử vong mới hôm thứ Ba sau khi kết thúc cuộc cứu nạn. Ông nói rằng chiếc thuyền quá tải, nó chỉ có khả năng chở khoảng 20 cho đến 25 người. 5 người được cứu thoát gồm 4 học sinh và 1 giáo viên. Quân đội Pakistan công bố hình ảnh cho thấy người nhái di chuyển trên hồ bằng xuồng cao su xuống nước để đưa thi thể các em lên. Chết đuối khá phổ biến ở Pakistan, nơi tàu thuyền cũ kỹ và quá tải, mất đi sự ổn định và đẩy hành khách xuống nước. Cùng ngày, ít nhất 41 người thiệt mạng sau khi xe buýt của họ rơi xuống vực sâu ở tỉnh Balochistan. Núi lửa dưới biển ngoài khơi Vanuatu phun trào. Cơ quan khí tượng Vanuatu cho biết, một núi lửa dưới biển bắt đầu hoạt động ngoài khơi Vanuatu hôm nay với hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy những đám khói khổng lồ phun lên không trung. Núi lửa dưới biển East AP, cách đảo AP chưa đến 10 km, đang ở trong tình trạng hoạt động nhẹ và phun tro bụi lên cao. Cơ quan khí tượng và tai biến địa chất cho hay, người dân ở gần đó ngửi thấy mùi lưu huỳnh và cảm nhận một trận động đất núi lửa. Núi lửa có thể tăng hay giảm tình trạng phun trào bất kỳ lúc nào. Giới chức cho biết, khu vực nằm trong bán kính 10 km xung quanh núi lửa là nguy hiểm và kêu gọi người dân theo dõi nguy cơ sóng thần. Một đợt phun trào núi lửa dưới biển lớn ở Tonga cách đây một năm gây ra làn sóng chấn động gần bằng vận tốc âm thanh, đưa những đợt sóng lớn đến bờ biển Nhật Bản và Peru cách xa hàng ngàn km. Thưa quý vị, tin tiếp theo sau đây nói về đám đông khổng lồ tham dự thánh lễ của Đức Giáo Hoàng ở thủ đô Cộng hòa Dân chủ Congo. Có khoảng 1 triệu người tham dự thánh lễ của Đức Giáo Hoàng ở thủ đô Cộng hòa Dân chủ Congo hôm nay, ngày thứ nhì trong chuyến viếng thăm đất nước chìm trong xung đột của Đức Giáo Hoàng Francisco. Hàng chục ngàn giáo dân đổ đến phi trường Endolo ở Kinshasa tối thứ Ba trước thánh lễ ngoài trời. Cô Francian Sudila cho biết cô đến trước một ngày để có thể dự thánh lễ vì cô thực sự không có thói quen dậy sớm. Cô mang theo nước uống và quần áo để chuẩn bị dự lễ. Patrick Kazadi cho hay anh hy vọng sự giúp đỡ của Chúa thông qua trung gian là Đức Thánh Cha sẽ kết thúc tình hình chiến tranh đã tàn phá Cộng hòa Dân chủ Congo trong nhiều năm qua. Đức Giáo Hoàng đến Cộng hòa Dân chủ Congo hôm thứ Ba, điểm dừng đầu tiên trong chuyến đi 6 ngày đến Phi Châu, trong đó cũng bao gồm chuyến thăm Nam Sudan. Đám đông lớn đứng trên đường chờ đoàn xe Đức Giáo Hoàng, reo hò và vẫy cờ khi Ngài đi ngang qua. Đám đông lớn hơn, ước tính khoảng 1 triệu người, sẽ dự thánh lễ Đức Giáo Hoàng chủ tế tại Endolo lúc 9 giờ 30 phút sáng. Là thuộc địa cũ của Bỉ, Cộng hòa Dân chủ Congo là nước đông giáo dân công giáo nhất Phi Châu. Khoảng 40% trong dân số ước tính 100 triệu người là giáo dân công giáo La Mã. Khoảng 35% dân số theo các hệ phái tin lành khác nhau. 9% là tín đồ Hồi giáo và 10% theo đạo Kimbangu, một phong trào Kitô giáo ra đời ở thuộc địa Congo. Bảo tàng mới ở Đan Mạch trưng bày những phát hiện khủng long gần đây. Thưa quý vị, những thùng đựng những phát hiện khủng long được khai quật ở Hoa Kỳ trong những năm gần đây đã đến Đan Mạch hôm thứ Hai, trước buổi khai trương một bảo tàng mới. Bảo tàng tiến hóa tại Nuttenborg Safari Park sẽ trưng bày bộ xương thật của 6 con khủng long, 10 động vật từ kỷ Permi và hàng loạt động vật lớn từ kỷ Băng Hà, trải dài khoảng 300 triệu năm lịch sử tiến hóa. Bộ xương được bảo quản tốt nhất thế giới của một con khủng long Allosaurus sẽ được trưng bày bên cạnh sọ động vật trên mặt đất lớn nhất thế giới của một loài khủng long chưa rõ tên và những bộ xương khác. Cuộc triển lãm trái ngược với cuộc sống động vật đương đại ở công viên xung quanh. Bà Anna Oslenslager, nhà cổ sinh vật học của bảo tàng cho biết, cuộc triển lãm có thể xem là tâm điểm nơi chúng ta thấy sự liên kết giữa sinh vật ngày nay và chúng từ đâu đến. Chủ nhân của Nuttenborg Safari Park, ông Christopher Nuth và bà Oslenslager
tham gia khai quật ở Wyoming, nơi nhóm chuyên gia trải qua nhiều năm đào bới, nghiên cứu và sắp xếp khủng long cho cuộc triển lãm. Nhóm chuyên gia phải mất hơn 12.000 giờ để sắp xếp bộ xương khủng long Allosaurus gồm 95% xương thật, dài 9 mét và cao 3 mét. Các nhà khoa học dự tính hồi sinh chim dodo đã tuyệt chủng bằng công nghệ tế bào gốc. Chim dodo là một trong những loài sinh vật tuyệt chủng nổi tiếng nhất trên hành tinh, nhưng liệu có cơ hội để hồi sinh nó hay không? Với sự tiến bộ trong khoa học và nhờ giải trình tự toàn bộ gen của loài chim không biết bay này, các chuyên gia nghĩ rằng có khả năng hồi sinh chim dodo. Công ty Colossal Bioscience ở Dallas, Texas vừa công bố kế hoạch hồi sinh chim dodo hơn 350 năm sau khi nó bị quét sạch khỏi đảo Mauritius hồi thế kỷ thứ 17. Công ty sẽ dành 150 triệu đô la cho dự án mới, bên cạnh khoản đầu tư công bố trước đó để hồi sinh voi mammoth lông xoăn và hổ Tasmania đã tuyệt chủng. Để đạt được kỳ công này, các nhà khoa học trước tiên phải giải thích tự toàn bộ gen của chim dodo từ mẫu xương và những mẫu vật khác, một công việc nay đã hoàn thành. Tiếp theo, họ sẽ chỉnh sửa gen tế bào da của một loài họ hàng còn sống, trong trường hợp của chim dodo là bồ câu Nicobar, để gen của nó trùng khớp với gen của loài chim đã tuyệt chủng. Tế bào đã chỉnh sửa gen này, sau đó sử dụng để tạo ra phôi, tương tự cách tạo ra cừu Dolly năm 1996 và nhờ mang thai hộ. Các nhà khoa học hy vọng chim con sẽ có nét đặc trưng giữa bồ câu Nicobar và chim dodo. Họ đặt mục tiêu chim con chào đời trong vòng 6 năm tới. Tuy nhiên, chuyên gia dẫn đầu dự án cho hay không dễ dàng để hồi sinh loài chim cao 1 mét như xưa. Dodo là tên được đặt theo tiếng Bồ Đào Nha, có nghĩa là ngu ngốc, sau khi người Bồ Đào Nha chế giễu việc chúng không sợ thợ săn. Chim dodo được nhìn thấy lần cuối cùng vào năm 1662, sau khi các thủy thủ Hòa Lan lần đầu nhìn thấy loài chim này năm 1598. Kính thưa quý vị, đó là phần tin thế giới. Lát nữa đây, sau phần quảng cáo của Hồng Vy TV, Quỳnh Anh sẽ trở lại với tin Việt Nam. Kính mời quý vị tiếp tục theo dõi.